chờ con theo Chúa dẫu cho thời gian qua nhanh, chờ con theo Chúa dù đường đi cong quanh, con đi bên Chúa dù đời trôi mong manh, càng biết Chúa thêm cả. Xin cho con, cho con theo Chúa dù đường đi xanh, dù có sông gió và đảo cuốn cuốn vây quanh năm, con đường trong Chúa trong tình yêu thương, và con xin thêm. Cho con hôm nay càng đi càng đi càng biết Chúa nhiều hơn, cho con hôm nay càng theo càng theo càng giống Chúa nhiều hơn. Cho con theo Chúa dù cho thời gian qua nhanh, cho con theo Chúa dù đường đi cong quanh, con đi bên Chúa dù đời trôi mong manh, cảm biết Chúa thêm là. Xin cho con theo Chúa dù đường đi xa xăm, dù có sóng gió bao đảo vua bay quanh năm, con đường trong Chúa trong tình yêu thương, và con xin thêm. Cho con hôm nay càng đi càng biết Chúa nhiều hơn, cho con hôm nay càng theo càng theo càng giống Chúa nhiều hơn, cho con bước đi với Ngài. Praise the Lord. Well, God bless you all. Wonderful to see you again. Ngợi khen Chúa, xin Chúa chúc phước cho hết thảy quý anh chị em. Rất là vui được gặp lại hết thảy các anh chị em. The year is already running very fast. Một năm đã trôi qua rất là nhanh. I think it's nearly Christmas again. Tôi nghĩ là cũng sắp tới Giáng sinh nữa rồi đó. But we are here and we are praising the Lord and we are serving our God in Jesus' name. À, chúng ta có mặt ở đây, chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa của chúng ta trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. And so we were looking in 1 Timothy chapter 1. Chúng ta xem Kinh Thánh ở trong Timothy nhất đoạn 1. And we are just looking at areas we can encourage each other. Và chúng ta nhìn xem một thời kỳ mà chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau. Because again, we do acknowledge these are strange times. Vì chúng ta cũng nhận biết rằng cũng biết được rằng đây là một thời kỳ rất là kỳ lạ. And whichever way we try to perceive things, the world is definitely in big trouble. Và cho dù chúng ta có muốn hiểu mọi việc theo cách nào đi chăng nữa thì thế gian này cũng đang gặp rắc rối lớn. And we do believe that these troubles will bring in the end of this age. Và chúng ta cũng tin rằng những rắc rối này, những sự khó khăn này sẽ đem đến sự cuối cùng của thời đại này. We understand there are many things yet to happen. Và chúng ta cũng hiểu rằng có nhiều điều vẫn chưa xảy ra. But these can happen quickly. Nhưng mà những điều đó có thể xảy ra nhanh chóng thôi. And when we consider each day in the world and we see the various areas of trouble. Và khi chúng ta xem xét mỗi một ngày trong thế gian này và chúng ta nhìn xem những sự khó khăn, những sự phiền muộn khác nhau, những sự rắc rối khác nhau xảy đến. We know that changes in the political system and in the economic system, these will happen very quickly. Chúng ta biết rằng những sự thay đổi ở trong hệ thống chính trị cũng như hệ thống kinh tế cũng sẽ xảy ra nhanh chóng thôi. And when these things begin to happen, we know that the end is coming. Và khi những sự thay đổi này xảy ra thì chúng ta biết rằng sự cuối cùng đang đến, sắp đến gần rồi. But we are here, hallelujah. Nhưng mà chúng ta vẫn có mặt ở đây, hallelujah. And we are committed to our God to the very end. Và chúng ta kết ước với chính Chúa của chúng ta cho đến cuối cùng. And we will keep walking and moving until the very end. Và chúng ta cứ tiếp tục bước đi, chúng ta cứ tiếp tục di chuyển cho đến cuối cùng. And so in that way it's exciting for us to see God moving in the midst of a troubled world. Và theo cách đó thì chúng ta được phấn khởi khi chúng ta nhìn thấy Chúa đang hành động, Chúa đang làm việc trong thế gian này cho đến
thời điểm cuối cùng. I want to show you in another time how God will take care of us. Và tôi muốn chia sẻ bài tập chỉ cho các anh chị em thấy một thời điểm khác, một thời kỳ khác Chúa ngài cũng chăm sóc tất cả mỗi một chúng ta. We can be sure he will take care of his children. Chúng ta có thể được xin lỗi, chúng ta có thể chắc chắn rằng chính Chúa ngài sẽ chăm sóc con cái của ngài. And that is completely perfect. Và sự chăm sóc của ngài là toàn hảo trọn vẹn. But let's read again from verse 18 to verse 20. Bây giờ chúng ta hãy đọc một lần nữa từ câu 19 đến câu 20 của Timothy nhất đoạn 1. 18 đến câu 20 của Timothy nhất đoạn 1. Hỡi Timothy con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. And so last week we looked at the word, the prophecies that have been spoken over our life. Tuần trước chúng ta đã cùng học với nhau về các lời tiên tri đã chỉ về con, những lời đó ở trong câu số 18. And we were acknowledging that this prophecy is God's purposes that he has placed within our heart. Và chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng các lời tiên tri này chính là những mục đích của Đức Chúa Trời, những mục đích đó đã được đặt để ở trong tấm lòng của chúng ta. Any word that comes to us must only confirm what we already know. Và những lời đến với chúng ta phải là những lời xác chứng lại những gì mà chúng ta đã biết rồi. And so we need to consider again that which God has put in our heart. Bởi vậy nên chúng ta phải xem xét lại, chúng ta phải tái xem xét những điều mà Đức Chúa Trời ngài đã đặt để ở trong tấm lòng của chúng ta. And we need to obey that unction that comes from God. Và chúng ta cần phải vâng theo những điều mà đến từ nơi Đức Chúa Trời đó. This is the will of God. Đây chính là ý định, ý muốn của Đức Chúa Trời. And I am confident that each of us is doing this will perfectly. Và tôi cũng được tin chắc rằng tất cả các anh chị em, tất cả chúng ta đều đang làm theo ý muốn đó của Chúa một cách trọn vẹn. We are committed to the will of God. Chúng ta kết ước với ý muốn, ý định của Đức Chúa Trời. But sometimes it's good just to rethink about these things. Nhưng mà đôi khi khi chúng ta nghĩ lại về những điều mà Chúa đã đặt để về ý muốn của Chúa đó, đó cũng là một điều tốt cho chúng ta. And to make sure we have not become distracted by life's circumstances. Và phải chắc chắn rằng chúng ta không bị phân tâm bởi những hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Amen. 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 So let's look at the next thought here that Paul is bringing to Timothy. Và chúng ta hãy xem một suy nghĩ khác, một điều mà Sứ đồ Phaolô đã muốn nói với Timothy ở đây, một điều khác nữa. And he's saying that by this prophecy or by this will of God, we must wage a good warfare. Và xin lỗi, Phaolô đã nói rằng bởi các lời tiên tri đó, bởi ý muốn đó của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải đánh trận tốt lành. In other words, whenever we're engaged in the will of God, bất kể khi nào khi chúng ta có liên hệ với, chúng ta biết về ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng ta tham gia vào biết ý định đó của ngài, we can be sure there is an enemy coming against us. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta thực hiện ý muốn của Chúa thì chắc chắn có kẻ thù nghịch nó đến và chống nghịch lại với chúng ta. Whatever is of Christ will also have an anti-Christ. Bất kể điều gì thuộc về Chúa thì sẽ phải đối diện với những điều địch lại với chính mình Chúa, địch lại với những điều đó. Because we are spiritual now.
Bởi vì chúng ta là thuộc linh. And our battle is a spiritual battle. Và bởi vậy nên những trận chiến của chúng ta là những trận chiến thuộc linh. But we have to know there is a battle. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rõ rằng chúng ta đang đối diện với trận chiến. There will be an element of opposition to our life. Chắc chắn sẽ có những yếu tố, những điều đối nghịch lại đến với đời sống của chúng ta. We must be aware of this. Chúng ta cần phải nhận biết những điều đó. So that when the thoughts and the attitudes and the opposition comes to us, nên có những khi có những suy nghĩ, có những thái độ, có những sự chống đối đến với chúng ta. We are expecting it. Chúng ta biết là chúng ta trông đợi nó sẽ đến. And we are prepared for it. Và bởi vì chúng ta đã trông đợi nên chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điều đó đến trên đời sống chúng ta rồi. Amen. We are not overcome by it. Chúng ta không để cho những điều đó thắng hơn chúng ta. We are not confused by it. Chúng ta không bị bối rối bởi những điều đó. But we are expecting it. Nhưng mà chúng ta trông đợi rằng những sự chống đối, những suy nghĩ, thái độ đối nghịch đó sẽ đến với chúng ta. And we are prepared for it. Và chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với những điều đó rồi. When the devil comes to your door, khi ma quỷ nó đến nơi cửa của các anh chị em, you can say, I have been expecting you. Chúng ta có thể nói với nó rằng ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Now in Jesus' name, go away. Hallelujah. Nên bây giờ trong danh của Chúa Giêsu, mày hãy cút đi. Amen. We expect him to knock at the door. Chúng ta trông đợi là ma quỷ nó sẽ gõ cửa chúng ta. But we never open the door to him. Hallelujah. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ mở cửa cho nó hết. Hallelujah. In 2 Corinthians chapter 10, you know the scriptures, of course. Và ở trong Corinto nhì đoạn 10, các anh chị em biết những câu kinh thánh này. But let us remind ourselves. Nhưng mà chúng ta hãy dùng những câu kinh thánh này để nhắc nhở chúng ta một lần nữa. 2 Corinthians chapter 10. Corinto nhì đoạn 10. Chapter 10, we're reading verses 3 to 5. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 3 cho đến câu số 5. Corinto nhì đoạn 10 câu số 3 đến câu số 5. Vì chúng ta dầu sống trong xác thịt, chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. And so we're just reminding ourselves that the warfare that we are engaged in is not in the flesh, but it is in the spirit. Những lời này nhắc cho chúng ta nhớ một lần nữa rằng trận chiến mà chúng ta đang tham gia vào đó không phải là thuộc về xác thịt mà là thuộc về thánh linh, trận chiến trong tâm linh, trận chiến thuộc linh. Sometimes we are very tempted to take things into our own hands in a fleshly way. Và nhiều khi chúng ta bị cám dỗ là giải quyết mọi việc theo cách xác thịt của chúng ta. And even in the situation of the world right now, we could become very angry with some situations that have been delivered to us. Và đôi khi trong hoàn cảnh của chúng ta ngày hôm nay, trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta có nhiều khi trở nên rất là giận dữ với một số điều đến với chúng ta. But we must not be distracted by these things. Nhưng mà chúng ta không được để cho những điều đó khiến chúng ta bị phân tâm. I sometimes say like this. Why should we fight in the flesh when we can never win
when we can fight in the spirit and never lose. Hallelujah. Thì tôi thường nói như thế này, tại sao chúng ta phải tranh chiến ở trong xác thịt khi mà chúng ta không bao giờ có thể thắng được, khi mà chúng ta có thể luôn luôn thắng ở trong trận chiến thuộc linh của mình. We are called to prayer. Hallelujah. Chúng ta được kêu gọi để cầu nguyện. Our warfare is against the demonic forces of evil. Và trận chiến của chúng ta là nghịch lại với các thế lực ma quỷ. These forces have already been destroyed in Jesus' name. Và các thế lực của ma quỷ này đã bị hủy diệt ở trong danh của Chúa Jesus Christ rồi. And through prayer and intercession, we keep ourselves and the work of God safe and protected from evil. Và bằng sự cầu nguyện cũng như những sự cầu thay thì chúng ta giữ cho bản thân mình cũng như công việc của Đức Chúa Trời được bảo vệ. Listen to Timothy, 1 Timothy chapter 2. Chúng ta hãy cùng xem phân đoạn Kinh Thánh ở trong Timôthê nhất và hai. And let us remind ourselves why it is God needs his work to continue. Và chúng ta cũng hãy nhắc nhở mỗi một chúng ta rằng lý do tại sao công việc của Chúa phải được tiếp tục thực hiện. And why it is that we need to keep ourselves and our communities and nations covered by the presence of God. Và chúng ta nhận biết lý do tại sao chúng ta phải giữ cho chính mình, giữ cho cộng đồng của chúng ta, giữ cho dân tộc của chúng ta cứ ở luôn trong sự hiện diện của Chúa. So just read from 1 Timothy chapter 2, we're reading 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ đọc Timothy nhất, đoạn 2 từ câu số 1 cho đến câu số 4. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện cầu xin kêu vang tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. The purpose of our prayer and covering. Và mục đích của sự cầu nguyện của chúng ta là đem đến sự bao phủ. Is so that God's people can continue to minister the gospel into the nations. Cầu cho dân sự của Đức Chúa Trời cứ tiếp tục thi hành chức vụ của Chúa cho mọi dân tộc. We are not to become political. Chúng ta không trở nên là theo chính trị. We are not to be against the various things of the world. Chúng ta không phải là những người sẽ đối nghịch lại với những điều khác nhau ở trong thế gian này. We need to keep ourselves free from the world's influence so we can preach the gospel. Chúng ta phải giữ cho mình được tự do khỏi những hoàn cảnh đang xảy ra trong thế gian này, hầu cho chúng ta có thể cứ tiếp tục rao giảng phúc âm của Chúa. That the church is free to be the church, that's what God is protecting us for. Và đó là điều mà Chúa Ngài đang hướng đến khi Ngài bảo vệ chúng ta là để hội thánh thực sự được tự do là hội thánh. Are you okay with that? Các anh chị em có ổn với điều này không? Có đồng ý với điều này không? We are not here to change the world. If you like. Và chúng ta không có mặt ở trong thế gian này để thay đổi thế gian này. We're here to minister the good news of salvation through Jesus Christ. Chúng ta có mặt ở đây để rao giảng tin tức tốt lành về sự cứu rỗi của Chúa Jesus Christ. And that is what the purpose of the church is. Và đó cũng chính là mục đích của hội thánh. And this is what the warfare is about. Và trận chiến thật sự là về điều này.
that we might war a good warfare on behalf of ourselves, our communities, so that we are free to share this gospel. Bởi vậy nên chúng ta phải đánh một trận chiến tốt lành để chúng ta có thể bảo vệ chính bản thân mình cũng như cộng đồng của mình được tự do để rao giảng phúc âm của Chúa. I tell the people here. Tôi nói với những người ở đây. They're all upset and against the government. Họ rất là giận dữ và họ chống lại chính quyền. But I tell them, the government is bigger than us. Nhưng mà tôi nói với những người đó là chính quyền thì lớn mạnh hơn chúng ta. Amen. Đúng không ạ? We cannot beat the government. Chúng ta không thể đánh bại chính phủ được. But we can beat the devil, hallelujah. Nhưng mà chúng ta có thể đánh bại ma quỷ, hallelujah. And God can protect his people. Và Đức Chúa Trời có thể bảo vệ dân sự của Ngài. For what reason? Vì mục đích gì? That we might minister the grace of God into the world. Đó là hầu cho chúng ta có thể rao giảng về ân điển của chính mình Chúa cho thế gian này. I hope you understand. Tôi hy vọng các anh chị em hiểu điều này. Our purpose is to minister the grace of God. Mục đích của chúng ta là để rao giảng về ân điển của Đức Chúa Trời. And we pray that the peace of God will continue to allow the church to function in the communities we have been called to function. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện với Chúa hầu cho sự bình an của Ngài sẽ cho phép hội thánh có thể thực hiện những mục đích, những chức năng của hội thánh trong cộng đồng nơi mà hội thánh đang có mặt đó. If the devil can close down the church, nếu như ma quỷ nó có thể đóng cửa hội thánh, then he closes down the commission of the church. Thì nó cũng sẽ đóng lại đại mạng lệnh mà hội thánh cần phải thực hiện. But our prayer is to continue to enable the church to do its work within our communities. Nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta giúp cho hội thánh có thể tiếp tục thực hiện chức năng của mình trong cộng đồng mà hội thánh đang có mặt đó. I think you understand that when we make the government mad with the church. Mà tôi hy vọng là các anh chị em hiểu khi chúng ta làm cho hội thánh chính phủ khó chịu với hội thánh. Then the government will come against the church. Thì chính phủ sẽ chống nghịch lại với hội thánh. But if we will just go about our business. Nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục làm công việc của mình thôi. And pray, hallelujah. Và phải cầu nguyện, hallelujah. And bring the grace of God into the world. Và chúng ta hãy đem ân điển của Đức Chúa Trời đến với thế gian này. Then we will be able to continue as long as possible. Và lúc đó thì chúng ta có thể tiếp tục làm công việc của mình đến lâu nhất có thể. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Hallelujah. Let's just turn to 2 Timothy. Bây giờ chúng ta hãy mở sang Timôthê nhì. We're just looking at this element of the warfare. Chúng ta sẽ xem xét các yếu tố của trận chiến. And our warfare is not in the flesh. Và trận chiến của chúng ta không phải là trong xác thịt. But it is in the spirit. Nhưng mà trận chiến đó là trận chiến thuộc linh. And Paul again talks about this in 2 Timothy chapter 2. Và một lần nữa Phaolô đã nói về trận chiến đó ở trong Timôthê nhì. And we're reading from verse 1, and there's some wonderful, wonderful thoughts within these passages. 2 Timothy, which chapter? Chapter 2. Yeah. Timôthê nhì, đoạn 2. And you could just read from 1 to 7. 1 to 7. Yeah. Timôthê nhì, đoạn 2, từ câu số 1 cho đến câu số 7.
Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng của kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. When I was reading this morning, I said, wow, there's some amazing statements in this passage. Và đang khi tôi đọc phân đoạn Kinh Thánh này buổi sáng hôm nay thì tôi nhận thấy là wow, có rất là nhiều những sứ điệp tuyệt vời mà có thể học được từ trong phân đoạn Kinh Thánh này. I was looking at the enduring hardship as a good soldier of Jesus Christ. Và tôi nhìn vào ý ở đây nói là phải chịu khổ bền bỉ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. But I also got caught up in the other thoughts that are here. Nhưng mà tôi cũng được lôi cuốn vào một ý tưởng khác mà Phaolô đã bày tỏ ở đây. In verse 2, the things you have heard, commit these to faithful men who will also teach others. Trong câu số 2, chép rằng những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng thì hãy giao phó cho mấy người trung thành. This is what we are doing all the time. Đây là điều mà chúng ta luôn luôn làm. We are finding faithful men and women of God. Chúng ta đang tìm kiếm những người nam, người nữ trung tín của Đức Chúa Trời. And we are teaching them and imparting to them the things the Lord has taught us. Và chúng ta dạy dỗ họ, chúng ta chia phần cho họ về những điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã dạy dỗ chúng ta. And we are encouraging them to pass on this knowledge of God. Và chúng ta cũng khích lệ họ để họ có thể tiếp tục dạy dỗ những sự hiểu biết đó cho những người khác nữa. And then Paul says to us about being good soldiers. Sau đó thì Phaolô nói với chúng ta về việc trở thành một người lính giỏi. He said, "No one in warfare entangles himself again in the affairs of this life." Câu số 4 chép rằng khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời này làm cho mình bị lụy về việc của đời này nữa. And so he's implying the struggle that we will have against an enemy. Can you repeat again, please? Sorry. He's encouraging us to understand that this work will always be a struggle against an enemy. Và Phaolô khích lại chúng ta rằng việc đi ra trận, việc chúng ta chiến trận đó sẽ luôn luôn khiến cho đó là một điều chống nghịch lại với ma quỷ. But that we must continue faithfully to do the work, not being distracted by the world. Chúng ta phải tiếp tục trung tín để làm công việc đó, đánh trận đó mà không bị phân tâm bởi mọi việc trong thế gian này. Next week I want to encourage us in how we can do the ministry work. The ministry work. Và trong tuần tới thì tôi muốn kết lại chúng ta về phương cách chúng ta làm công việc, thi hành công việc chức vụ của chúng ta, thi hành chức vụ của chúng ta. What is the ministry work? Vậy thì công việc chức vụ của chúng ta là gì? And here we're seeing Paul is bringing these thoughts to us about imparting the truth of God to other people. Và Phaolô đã cho chúng ta biết về việc là chúng ta phải dạy dỗ lại những sự hiểu biết về lẽ thật của Đức Chúa Trời cho những người khác. That the word of God might multiply and grow within our nations.
để cho lời của Chúa, lẽ thật của Chúa sẽ tiếp tục được nhân lên và được được lớn mạnh lên ở trong dân sự của chúng ta, trong dân tộc, cộng đồng của chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. And we are committed to this function, this task. Và chúng ta kết ước với công việc này, đó là làm cho lời Chúa được nhân lên, được lớn mạnh lên. Amen. We are committed to it. Và chúng ta kết ước với công việc dạy dỗ lời Chúa này. Regardless of circumstances. Bất kể hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn kết ước với nhiệm vụ đó của chúng ta. And listen to verse 5. Chúng ta hãy nghe những điều được chép ở trong câu số 5. And also if one competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. Câu số 5 chép là cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. And so Paul is reminding us that if we are going to serve God, we must do it according to God's way. Và Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải làm công việc đó theo đường lối của Đức Chúa Trời, theo cách của Ngài. To walk away from the ways of God will not bring fruitfulness to our life. Nếu chúng ta đi xa khỏi đường lối của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không có bông trái gì trong đời sống của mình, không hề có kết quả gì hết. But if we are going to complete the task. Nhưng mà nếu chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, công việc của mình. We must be a good soldier. Chúng ta phải là một người lính giỏi. We must work according to the ways of God. Chúng ta phải làm việc theo đường lối của Đức Chúa Trời. And then listen to verse 6. Bây giờ chúng ta hãy nghe câu số 6. A hard working farmer must be first to partake of the fruit. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. And then he said to us, I hope you can understand what I am saying. Và sau đó Phaolô nói với chúng ta rằng tôi hãy hiểu rõ điều ta đã nói cho con. So when I was reading this, đang khi tôi đọc những câu này, những lời này, I saw a beautiful picture. Tôi có thể nhìn thấy một bức tranh thật là đẹp. We're talking about being a good soldier. Chúng ta đang nói về việc trở thành một người lính giỏi. Warring a good warfare. Chúng ta đang đánh một trận chiến tốt lành, đánh trận tốt lành. And the way we do this, và cách để chúng ta có thể đánh trận tốt lành đó, is that we are not distracted by the world. Đó là chúng ta không được để mình bị phân tâm bởi thế gian. We're ministering the gospel of Jesus Christ. Chúng ta cứ tiếp tục chia sẻ về phúc âm, về tin tức tốt lành của Chúa Giêsu Christ. We're imparting our life to others. Chúng ta chia phần chúng ta ảnh chia phần đời sống của chúng ta, dạy dỗ lại cho những người khác. We're walking with God. Chúng ta đồng đi với Đức Chúa Trời. And then the Lord said, và sau đó Chúa phán rằng, that we will be the partakers of the first fruits. Khi chúng ta làm tất cả mọi điều đó thì Chúa phán rằng chúng ta sẽ là người được hưởng hoa lợi. This means as we serve him, he will look after us. Điều đó có nghĩa là nếu như chúng ta hầu việc Chúa thì Ngài là đấng săn sóc chúng ta. We are faithful, God is faithful. Chúng ta trung tín, còn Chúa là thành tín. We give God gifts. Chúng ta ban ra, Chúa cũng ban ra cho chúng ta. This is how our Father works for us. Đây là cách mà Cha của chúng ta làm việc, hành động. As we work with him, đang khi chúng ta đồng đi với Ngài, he works with us. Hallelujah. Khi chúng ta đồng đi với Chúa, Chúa đồng đi với chúng ta làm việc với Ngài, Ngài làm việc chung với chúng ta. And he makes sure we have everything we need to live and to serve him in our time. Ngài sẽ chắc chắn rằng chúng ta có đủ mọi điều để chúng ta có thể sống và hầu việc Ngài trong thời đại mà chúng ta đang sống ngày hôm nay.
I am sure that you all are already experiencing these things with God. Và tôi chắc rằng các anh chị em đã có thể kinh nghiệm được điều này trong bước đường chúng ta đi với Chúa. It seems the more trouble, the more He blesses. Vậy dường như là chúng ta càng gặp phải khó khăn thì Chúa càng chúc phước cho chúng ta. The more the world is in trouble, the stronger we become. Và dường như là thế giới này đang ngày trở nên rắc rối nhiễu loạn hơn thì chúng ta lại càng mạnh mẽ hơn. Amen. Amen. But we have to stay on the track. Hallelujah. Nhưng mà chúng ta phải giữ cho mình đi đúng đường, đi đúng hướng. You and I are going to experience the faithfulness of God as we have never done before. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự thành tín của Chúa thêm một mức độ mà chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm trước đây. And this is a wonderful, wonderful blessing and confirmation for our lives that our God is perfect and His faithfulness never departs us. Hallelujah. Và việc Chúa của chúng ta ngài là đấng toàn hảo trọn vẹn và sự thành tín của ngài không bao giờ rời khỏi chúng ta, rời xa chúng ta. Đó là một ơn phước lớn dành cho chúng ta. So let us war a good warfare. Praise the Lord. Bởi vậy nên chúng ta hãy đánh trận một cách tốt lành. Take authority in Jesus' name. Chúng ta hãy nhận lấy uy quyền từ nơi Chúa Giêsu Christ. Cover ourselves with the grace of God. Chúng ta hãy bao phủ mình bởi ân điển của Đức Chúa Trời. The blood of Jesus. Huyết của Chúa Giêsu Christ. Utterly reject evil. Và chúng ta cứ tiếp tục chống cự lại với ma quỷ luôn luôn. Speak against it in Jesus' name. Chúng ta công bố chống cự lại với ma quỷ trong danh Chúa Giêsu Christ. And let that will of God that is birthed within our hearts explode through our life. Và hãy để cho ý muốn đường lối của Đức Chúa Trời đã được đặt để ở trong tấm lòng của chúng ta, được bày tỏ ra, được bùng nổ ra trong qua đời sống của chúng ta. For the glory of God in Jesus' name. Vì sự vinh hiển của Chúa Giêsu, lỗi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. War a good warfare. Praise the Lord. Chúng ta hãy đánh một trận chiến tốt lành. Hãy đánh trận we tốt win. Lành. Hallelujah. Chúng ta chiến thắng. Hallelujah. Gates of hell will not prevail against us in Jesus' name. Các cửa âm phủ sẽ không thể thắng hơn được chúng ta trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. So God bless you again. We will continue to encourage one another, and we will be there in, at the end. Hallelujah. Yeah. Xin Chúa chúc phước cho hết thảy các anh chị em. Chúng ta sẽ cứ tiếp tục khích lệ lẫn nhau và chúng ta sẽ có mặt ở đó để tại thời điểm cuối cùng chúng ta sẽ có mặt ở đó. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. Ruth, our prayer will be with you. Yeah, thank you. Thank you, Pastor. It's a now is a buổi sáng hôm nay thì khi kết nối phân đoạn Timothy nhất cũng trong câu 18, câu 20 thì Chúa cũng cho chúng ta thấy chúng ta tham gia một trận chiến cùng Đức Chúa Trời, là tham gia trận chiến thuộc linh. Chúng ta được kêu gọi, giống như Sư Liêm đã nói, thì trong bài học cũng buổi sáng hôm nay Chúa cũng cho chúng ta học được đồng sư Rô là chúng ta được kêu gọi để cầu nguyện. Chúng ta được kêu gọi để thắng hơn quyền lực của ma quỷ bằng sự cầu nguyện, cầu thai. Thì chúng ta sẽ cầu nguyện, cầu thai, cầu nguyện kiến an, chúng ta sẽ giữ được công việc mà Chúa đã đặt để trên mỗi một đời sống của chúng ta, và chúng ta giữ được cộng đồng của chúng ta. Ta cảm ơn Chúa về điều đó. Và khi bước sang Timôthê nhì đoạn 2 thì có một câu 7 thì chúng ta được kêu gọi phải bền bỉ chịu khổ như một người tín giỏi. Chúng ta cần phải giao phó lại những điều mà chúng ta đã học nơi Chúa, đã nghe nơi Chúa cho những người khác có lòng trung thành. Chúng ta phải chắc chắn một điều, chúng ta là người điểm giỏi. Khi chúng ta đi ra trận thì là có một số điều từ nơi ma quỷ sẽ chống nghịch lại chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cớ Chúa của chúng ta là đứng đấng luôn luôn ở cùng với mỗi một chúng ta trong trận chiến này.
Rồi công việc của mỗi một chúng ta đó là chúng ta cần phải giải dỗ lại những sự hiểu biết của chúng ta cho những người khác, để chúng ta, người khác và chúng ta cùng lớn lên rồi ở trong cộng đồng của chúng ta. Điều chúng ta phải kết ước những điều dạy dỗ của chúng ta phải đúng đường lối của chính mình Chúa, đúng đường hướng của Chúa. Chúng ta cũng được kêu gọi để trung tín hầu việc Chúa. Khi chúng ta trung tín hầu việc Chúa thì chính Ngài sẽ đấng thành tín đối với mỗi một chúng ta. Chúng ta cũng được nhắc nhở thêm chúng ta cần phải đánh trận tốt lành để giữ đức tin cho đến chức chung cuộc để chúng ta không bội đạo. Một sự được nhắc nhở thêm. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện để Chúa cho chúng ta chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn xả chạy xong cuộc đua và chức vụ chúng ta đã lãnh nơi Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời này cho đến ngày Chúa trở lại. Nên mục sư Marie Thu cũng đã nhắc nhở thêm cho chúng ta. Rồi qua những điều mà chúng ta đã học được, chúng ta suy gẫm được buổi sáng hôm nay, mỗi một chúng ta đến với sự cầu nguyện, rồi chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa nhắc nhở, xin Chúa bày tỏ, xin Chúa soi sáng những điều chúng ta chưa thực sự làm theo những điều mà Chúa đã nhắc nhở buổi sáng hôm nay, để trong những ngày sắp tới chúng ta đồng công với Chúa để công việc của nhà Chúa càng ngày càng phát triển, càng ngày càng bùng nổ lớn lao hơn nữa. Mỗi một chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Dâng lên cuộc đời với Giê-xu, sống cho vua Giê-xu. Dâng lên cuộc đời với Giê-xu, chết vì Chúa Giê-xu. Việt Nam tình Chúa.